Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 ngày 31 tháng 10 của Bộ Y tế cho biết là có 5.519 ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và 46 tỉnh thành khác. Trong ngày thì có 1998 bệnh nhân khỏi bệnh và 53 ca tử vong. Số liệu ghi nhận số ca bệnh ở một số tỉnh thành như sau: tại thành phố Hồ Chí Minh 1041 ca, Đồng Nai 688, Bình Dương 672, Bạc Liêu 415, Hà Nội 46, các địa phương có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó đó là Tây Ninh giảm 93 ca, Nam Định giảm 18 ca, Ninh Thuận giảm 11 ca. Trong đó An Giang, Bình Thuận, và Rịa, Vũng Tàu là những địa phương có các ca bệnh tăng. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.840, tổng số vaccine đã được tiêm đến thời điểm hiện tại là 81.375.376 liều.